Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Mong các bạn ủng hộ, xin cảm ơn. Bữa nay mình đi tới cống ngăn mặn, mình quay ra tạo dược cống nha các bạn. Bữa nay cống xả nước lớn, có một chiếc xà lan chuẩn bị từ từ vượt qua nè các bạn.